ra mới đầu thì em cũng cũng là cũng hơi cũng chưa chưa tìm hiểu kỹ, bởi vì là em muốn học cái khóa giao tiếp về ngành bếp, thì em vô tình em thấy video của thầy ở trên 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 YouTube thôi, thì em có xem, xong là lúc đó thì em lại kích vào cái đấy của thầy, thì có đường link Facebook, thì em vào tường của thầy để em xem. Thì em vào trong đấy thì em quyết định là học. Thì ban đầu thì thực ra thì em cũng chưa biết cái phương pháp học ban đầu, mới hình dung thôi. Thì em thấy là em đã cải thiện được nhiều cái phát âm của em, nên là với cả là các bài học ấy thì là sẽ dẫn dắt từng một chủ đề một đấy, thì mình sẽ nắm theo cái chủ đề đấy thì nó sẽ dễ hơn là mình học kiểu dàn trải cứ lan man đấy. Thực ra thì về cái ngành bếp của em thì sau này những cái buổi ôn tập như này thầy trò mình thực hành trực tiếp nhỉ. Đấy, mình thực hành nhiều hơn về những cái câu giao tiếp trong ví dụ trong cái công việc nấu ăn của mình chẳng hạn. Để chưa, những cái đó thì thầy trò mình có thể là giao tiếp trực tiếp với nhau như này. Rồi thầy chỉnh sửa hoặc là em có chỗ nào chưa rõ em hỏi luôn. Còn ví dụ như cái quá trình khi mình học hàng ngày để mình nạp vào để mình có một cái lượng cốt lõi cái đã. Vì thực ra cái ngôn ngữ khi mình có cái lượng cốt lõi thì mình phát triển những cái thứ khác nó mới dễ. À, chứ còn ví dụ nhiều khi có những cái bạn thì các bạn cũng bảo thầy là thầy có dạy tiếng Anh về ngành nails không, rồi có dạy tiếng Anh về làm bếp không, dạy tiếng Anh về làm tóc không, thì thực ra là những cái đó thì mình phải có cái nền tảng thì mình học nó mới dễ. Chứ còn bây giờ dạy các bạn luôn những cái đó thì dạy được nhưng mà các bạn không có những cái nền tảng ở phía trước thì thành ra khi các bạn học xong thì một vài thời gian sau các bạn quên, các bạn không ứng dụng được nhiều. Còn ví dụ như khi mình nghe được thì mình nói được, sau này khi mà cái khả năng nghe em nó tốt hơn, thậm chí khi mình giao tiếp với sang bên đó, mình giao tiếp với người nước ngoài, mình nghe hiểu được họ tầm 50-60% thì mình mới có cơ hội mình phát triển tiếp được, đúng không ạ? Chứ ví dụ như là nghe mà không nghe được gì thì mọi người chỉ học một vài những cái câu mà kiểu như nói lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác không thì nó rất là khó để mình phát triển cái tiếng Anh của mình đến cái mức độ mà gì ạ, tốt hơn, đúng không nhỉ? Đấy, nên là mình sẽ tập trung vào cái giai đoạn, ở giai đoạn này là mình đang làm cái phần âm cơ bản xong rồi. Bây giờ mình sẽ sang cái phần âm nâng cao ở một nửa tháng nữa để mình, thứ nhất là cái tốc độ nghe của mình sẽ cải thiện tốt hơn khi mình có cái phát âm nâng cao hơn. Và đồng thời thì cái lúc mình nói mà mình có cái ngữ âm nâng cao ấy thì cái câu nói của mình nó có nhấn nhá, có cái ngữ điệu nó trơn tru hơn. Còn để mà mình diễn đạt được những cái câu mà nó dài, chuẩn cái cấu trúc thì mình có một cái giai đoạn ở phía sau để mình học chuyên về phản xạ, thì học sâu về phản xạ thì mình mới làm được. Chứ còn ví dụ như học chắp vá những cái câu nói thì gọi là để mình biết thôi, mình tiếp xúc thôi. Chứ còn để mà sâu được thì mình phải học theo cái phương pháp story learning, thì cái này thầy sẽ hướng dẫn ở sau ngày 30 nhé, thì mình sẽ học kỹ về cái phần đó. Được chưa? Vâng ạ. Đấy, về cái chiến lược học của mình là sẽ đi từng bước như vậy.